theo ý kiến của em luôn nha, 50-90. Rồi. Wow. Bây giờ chúng ta cùng xem khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Bao nhiêu thanh thiếu niên được khảo sát vào năm 2003 cho biết họ thường sử dụng internet để chat? Bao nhiêu đây ạ? À? Lên lại đi. Lên. Lên hay xuống ạ? À? Lên. Ở giờ thôi dừng lại. Dừng lại không? Dừng lại. Lên nữa, lên nữa. Xuống. Không biết là nên chúc mừng hay là trời đây ạ. À? Lên không ạ? À? Lên. Hồi hộp quá. Lên. Quá. Bạn đã vừa vượt qua được nấc thang số 1, giải 40%. Bạn đã được giá trị giải thưởng đó là 10.000 đồng. Bây giờ thì bạn Lưu có muốn chơi tiếp không hay là muốn bảo toàn giá trị giải thưởng này? Đã nói rồi, ẵm được 100 triệu về nhà mới vui. À, có nghĩa là bạn muốn 100 triệu bạn mới về, còn không thì thôi phải không? Vậy xin chào mừng bạn đến với nấc thang số 2, giải 30%. Có bao nhiêu phần trăm thanh thiếu niên ở nước ta được khảo sát năm 2003 trả lời rằng họ nghe đài ít nhất 2 lần một tuần? 2. Ít không ạ? Hai nhiều không ạ? Sao ạ? Nhiều. 20-50. 50-80 hả? 20-50. 20-50. Khán giả trường quay nghĩ sao? Xin mời bạn Lưu. Bao nhiêu ạ? 20-50. Mời bạn Lưu hãy xem biểu đồ của khán giả. Ôi. Khoảng gần 50%. Đây là khoảng dự đoán của khán giả. Bao nhiêu ạ? Bạn vừa giúp nghĩ sao ạ? 30-60 luôn nè. 30-60. Khán giả vỗ tay giùm em gái ạ. Rồi. 30-60. Đó là đáp án của bạn Lưu. Chúng ta cứ cùng xem khảo sát của chúng tôi vào năm 2003 là như thế nào nhé. Rồi. Có hồi hộp không ạ? Hồi hộp chứ. Xuống đi. Xuống. Khán giả nghĩ sao? Lên hay xuống? Xuống. Xuống. Chính xác không? Xuống. Nếu mà giải thưởng này có là bạn luôn sẽ chia đều cho tất cả khán giả chúng ta đây. Lên. 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 Tới dừng lại. Chào mừng bạn đến với nấc thang số 3, 20%. Có bao nhiêu phần trăm số người tại quận Tân Bình được khảo sát trả lời rằng họ sẽ đi xe đạp điện khi xăng lên đến 20.000 đồng một lít? 20.000 đồng một lít. Mà người giúp nghĩ sao à? Tân Bình. Bạn có bao giờ chạy xe đạp 20-50. Điện chưa? Dạ chưa. Nhiêu hả? 30-50. 50-50 hả? Khán giả trường quay hãy giúp bạn luôn chúng ta đi. Bao nhiêu bạn luôn? Hãy xem biểu đồ của khán giả như thế nào. Xin mời. Ở nước thang này chúng ta chỉ có dao động 20% thôi nha bạn trợ giúp. Và cao nhất là 40%. 30-50 anh Lưu. 30-50 hả? À? Theo bạn thì nghĩ như thế nào? Còn theo tôi là từ 10-30%. 30-50. Dừng lại mới chốt nha. 6-26 hả? 6-26 đúng không ạ? À? Chốt không ạ? À? Chốt. Chốt. Tôi nghĩ là kết quả này khán giả ở trường quay chúng ta không bằng lòng đâu. Nhưng mà khán giả nên nhớ cái người quyết định cuối cùng vẫn là bạn Lưu. Nhưng mà yên tâm đi, có bị chia 10 hay là không chia 10 gì, bạn Lưu cũng chia cho mấy bạn 100.000 nãy rồi, hứa rồi. Cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau xem khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Xuống. 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 Xuống hay lên à? Xuống. Xuống. Sao nó cứ ở trên cao quá à? Trên cao quá à? Xuống. Xuống. Quá, xuống, xuống, xuống. Dừng lên được rồi. Xuống. Nghĩ xuống đúng không ạ? À? Xuống. Xuống hay lên à? Xuống. 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 Yeah. Bạn đang được một giải thưởng, đó là một phiếu mua điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với nấc thang số 4. Nấc thang
thang này hơi khó nha, chỉ số dao động chỉ có 10% thôi nha bạn. Có bao nhiêu phần trăm số người tại quận Tân Bình được khảo sát trả lời rằng họ khó chịu khi phải trả tiền giữ xe ở quán cà phê? À, suy nghĩ thật kỹ nha. Khó chịu quá. Tại vì thường mà mình đến tới quán cà phê mình uống một ly cà phê cũng 30 mấy 40 ngàn, mà phải trả 2 ngàn tiền gửi xe thì cũng phải suy nghĩ lại. Mặc dù có thể vô quán cà phê họ tính mình 40 nhưng mà họ trả cho mình lỗ 3 ngàn nhưng mình vẫn vui đúng không ạ? Đó là kinh nghiệm khi mà chúng ta bán cà phê. Người vậy giống như sao? Bao nhiêu em? 60-70. 60-70. 70 hả? 60-70. Khán giả sao ạ? Khán giả trường quay suy nghĩ gì? Xin mời bạn Lưu hãy ngước mặt về màn hình để chúng ta cùng xem khảo sát của chúng tôi tại trường quay. Khán giả sẽ là người trợ giúp cho bạn. Bao nhiêu phần trăm đây? Wow, 40% là cao nhất. 40% là cao nhất. Tại vì ở Tân Bình thì cũng có nhiều quán cà phê. Đa số khán giả trường quay chọn 40% đó bạn. Hả? Bao nhiêu ạ? 20-30 đi. 20-30. 20-30. Cuối cùng nha. 20-30. 20-30. Wow. Chúng ta đã có kết quả ở bạn Đăng Lưu là 20-30. Ôi, cái nấc thang này công nhận leo lên khó thiệt á. Khó thiệt. Tót mọi hộp luôn với bạn. Tót mọi hộp luôn. Nhưng mà không biết là khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu ha. Bây giờ thì còn căng thẳng không? Căng chứ. Chưa có kết quả là phải căng thẳng chứ. Yeah. Bớt căng thẳng nha. Kết quả như sau. Khán giả nghĩ lên hay là xuống à? Xuống. 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 Dạ. Xuống hay là lên? Xuống. Bao nhiêu đây? 20-30. Biết đâu bạn sẽ là người may mắn lọt tiếp vào vòng 5. Đi. Có thể nhận được giải thưởng đến 100 triệu đồng. Xuống. Ở đi lại. Rồi. Wow. Chưa lại. Ơi. Bạn Lưu ơi, tôi đang đứng hình. Tôi không biết nói gì ra luôn á, tôi đứng hình với bạn luôn rồi. Chỉ có xây xích 6% thôi. 6%. Nhưng mà bạn biết là nấc thang này rất là khó, không phải ai cũng đạt được đâu. Nhưng mà bây giờ sao ta? Bạn đã qua được nấc thang số 3. Bạn được 1 triệu đồng. Nhưng mà bạn không qua được nấc thang số 4. Tức là bạn phải chia cho 10. Chỉ còn bao nhiêu ta? 100 ngàn đồng. Nhưng chắc chắn là bạn sẽ rất vui vì được là người tham gia vào chương trình quyền năng số 10 cộng với một giải thưởng từ ban đầu, đó là một bộ trọn gói Mobica trị giá 1 triệu đồng nữa. Wow. Xin chúc mừng bạn và chúc bạn mãi là khán giả trung thành của quyền năng số 10. Bạn gái tôi đó. Sự trung thủy nào cũng được đánh giá cao. Đó là lý do Mobifone đem đến chương trình kết nối dài lâu cho tất cả khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thiên nhiên cho cuộc sống thêm sinh động. Màu sắc cho con người niềm đam mê và khát vọng. Sơn Van Spa với hàng ngàn sắc màu của thiên nhiên cho ngôi nhà thêm tươi tắn và rực rỡ. Tập đoàn Sơn cao cấp Van Spa đến từ Mỹ với 200 năm kinh nghiệm trên thế giới đã có mặt khắp nơi trên toàn quốc của Việt Nam. Sơn chất lượng cao của Van Spa đẹp mãi với thời gian. Chờ với hai người chơi tiếp theo của chương trình, đó là bạn Mỹ Hồng và bạn Phương Trang. Đó là hai cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà hai cô gái sẽ thi đấu với nhau đó nha. Đó là cái tờ giải thưởng nhân 10 như sau. 10 điểm tương đương với 10.000 đồng. 100 điểm tương đương với 100.000 đồng. 1.000 điểm 1 triệu đồng.
trị giá 10 triệu đồng và 100 ngàn điểm tương đương với phần quà trị giá lên đến 100 triệu đồng. Đầu tiên chúng tôi sẽ đọc câu hỏi khảo sát và các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ tìm ra được đáp án khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu. Và nếu như các bạn có đáp án gần đúng với đáp án khảo sát của chúng tôi thì các bạn sẽ ghi được 1 điểm. Và trong hai bạn, nếu như ai là người ghi được 3 điểm đầu tiên thì người đó sẽ may mắn bước tiếp vào vòng 2, vòng đặc biệt của chương trình. Hai bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Dạ hiểu. Tự tin chưa? Cười thoải mái đi, cười một cái vui vui vẻ luôn á. Chào hai bạn. Chào bạn Mỹ Hồng. Dạ. Được biết là bạn với dáng người nhỏ nhắn nhưng mà bạn đang là một diễn viên hài đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Bạn không có miếng nào hài chứ. Bạn cười là hài đúng không? Dạ. Bạn có thể hát được không? Dạ em hát một bạn thôi nè. Dạ, có bài khác. Hát nào mà voi nhiều được không? Đôi mắt được không anh? Đôi mắt hả? Dạ. Đôi mắt Pleiku phải không? Dạ đúng. Chính xác, xin mời bạn. Nào nha anh. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Wow. Công nhận bạn là một diễn viên hài mà hát cũng rất là hay, hát đôi mắt Pleiku thật tuyệt vời. Xin chào bạn Phương Trang. Dạ. Bạn là một nhân viên văn phòng. Bạn có kỷ niệm nào vui buồn trong cuộc sống mà bạn có thể chia sẻ với khán giả có quyền năng số 10 không? Trước tiên thì cũng rất là mừng, rất là vui là tại vì đồng hương với bạn Hồng luôn. Em wow. Bạn có buông mấy thủ luôn. Em cũng thuộc. Hay quá. Nhưng mà bạn đừng hát bài đôi mắt Pleiku nữa nha, mới hát rồi. Bạn có thể nào hát một bài hát cà phê được không? Có bài nào cà phê không? Ly cà phê như muốn nói cùng anh cùng em câu gì. Chúng ta thấy rõ ràng là những bạn đến từ Buôn Ma Thuột luôn luôn hát những bài quê hương của mình rất là hay. Vậy thì ở Buôn Ma Thuột thì ngoài trồng cà phê ra còn có trồng những loại trái cây khác không bạn? Đặc biệt trong vườn nhà em có rất là nhiều sầu riêng. Sầu riêng? Dạ đúng. Đó tôi thích lắm á. Nhưng mà để biết mà cái sầu riêng nó chín thì phải làm sao hả bạn? Để biết sầu riêng chín thì bên cạnh việc là anh cứ ra vườn anh lượm rồi thì có một kỹ năng mới, đó là anh hửi mùi và nếu như mà anh thấy thơm thơm thì anh đứng xa khoảng 1 mét thì anh chờ nó chút xíu nó sẽ rụng liền. Wow. Có khi nào mình ngửi mình thấy nó thơm mà mình đứng hoài không có rụng mà tới chừng mình đi vô ngủ tối cái tự rụng không? Trường hợp đó là đến 90%. Vậy hả? 90%. Dạ. Cảm ơn hai bạn và chào mừng hai bạn đã đến với vòng 1 của Quyền Năng Summer. Đây là câu hỏi số 1. Có bao nhiêu phần trăm số thanh niên còn độc thân ở độ tuổi 22 đến 25 được khảo sát năm 2003 đã trả lời rằng chưa từng có người yêu? 10 giây bắt đầu. Có bao nhiêu phần trăm số thanh niên còn độc thân ở độ tuổi 22 đến 25 được khảo sát năm 2003 trả lời chưa từng có người yêu? 10 giây. 40. Theo là 40. Bạn nghĩ sao ạ? Dạ, theo em 40%. 40%. Còn bạn Mỹ Hồng? Dạ 38 anh. 38%? Dạ. Cũng xê xích nhau quá ha. Nhưng mà không biết là khảo sát của chúng tôi vào năm 2003 là bao nhiêu đây nhé. Xin mời. Bao nhiêu ạ? Cả hai bạn đều ở Buôn Ma Thuột. Chọn cũng gần bằng nhau. Thiệt không biết nên chọn ai đây. Bao nhiêu ạ? 35%. Yeah, chúc mừng bạn Mỹ Hồng. Mặc dù cùng quê hương nhưng mà đã đi chơi thì phải chơi hết mình đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Phương Trang hãy cố gắng lên nha. Nếu cần tiếp sức thì tôi sẽ cho thêm 3 con voi nữa. Đến với câu hỏi số 2. Có bao nhiêu phần trăm thanh thiếu niên khi được khảo sát năm 2003 cho biết ý kiến của họ được gia đình tôn trọng và đánh giá cao? 10 giây bắt đầu. 50%. Khán giả trường quay đang nghĩ gì ạ? Bao nhiêu ạ?
Bao nhiêu ạ? 55% là cao nhất. Không, không, không. 30, 60 đi. 30, 60. Ờ, mình nghĩ là 30, 60 á. Tại sao cao. Nghĩ vậy? Cao hơn nữa không? Tại vì không thấy cái này là người ta làm nhiều lắm. Tại vì đây là không, không. Những bí quyết dân gian. Mình nghĩ là có thể là thấp hơn đó. Chúng ta phải luôn luôn biết rằng mình nghĩ là có thể thấp hơn. Không, 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 không phải chỉ dùng không thể mà không cao hơn được đâu. Nhưng mà em thấy hình như là mỗi lần bị bỏng là bôi kem đánh răng vô thì nó đỡ hơn anh. Bởi vì theo tôi được biết thì kem đánh răng không có chức năng chữa bỏng. Nhiều khi mình đó cho là dịu cái cơn đau. Đó là do thói quen thôi. Thí dụ như chữa bỏng mà nhiều khi người ta lại chế nước mắm vô nữa. Trời đó, rồi rửa nước nữa. Dạ. Có nhiều cách lắm. Nhưng mà cái cách tốt nhất thì chúng ta phải biết mới được. Theo mình bao nhiêu? Mình nghĩ là có nó thấp hơn tại vì sai số khoảng 40%. Đúng rồi, sai số khoảng 40%. Người dạy giúp chính xác rồi đó. 40-60. Mình nghĩ là 40-60 đi. 40-60 thì là 20% thôi. 20-20. 40-60, 40-80 thì mới 40-80, còn 20-60. Khán giả đang nhìn nè. Bao nhiêu ạ? 20-60. 55 là số phần trăm mà khán giả đã khảo sát tại trường quay. 20-60. Sai số là 40% nha bạn. Yeah. Chỉ có 40% thôi. Dạ, yeah, 20. Nếu như bạn chọn 30 là tới 70. Dạ. Yeah. Còn nếu như 20 thì mới là tới 60. Bao nhiêu ạ? Bạn chọn bao nhiêu? 20-60 ạ. 20-60, đúng không ạ? Nếu vậy thì bạn kéo cần đi. Kéo cần. Bây giờ thì giây phút hồi hộp đã đến. Chúng ta cùng nhau xem khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình. Những người được khảo sát sẽ trả lời là bao nhiêu phần trăm đây? Xin mời. Lên là xuống. Xuống. Khán giả nghĩ sao à? Đứng lại. Đứng lại hay là lên nữa? Xuống, đứng lại. Xuống hay là lên? Xuống. Xuống không? Xuống, dừng. Wow, 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 rung quá, rung quá. 55%. Bạn đã chọn dãy số khoảng cách thật là an toàn. Xin chúc mừng bạn. Bạn đang có giá trị giải thưởng đó là 10.000 đồng. Không biết là bạn dừng được chơi là bạn chơi tiếp ạ? Dạ em chơi tiếp ạ. Chơi tiếp ha? Dạ. Mời bạn đến với nấc thang số 2, dãy số 30%. Câu hỏi như sau. Có bao nhiêu phần trăm số nam giới được khảo sát ở quận 4 cho biết họ muốn cô hàng xóm chú ý tới mình? À, cái câu này hơi bị dễ thương nha. Nếu như là nam giới thì luôn luôn ngoài vợ mình ra thì cũng muốn tất cả những người phụ nữ thấy đẹp để ý đến mình, chắc chắn rồi. Cái này chắc nhưng phải. Mà có ý đồ gì không thì tính lại, đúng không? Hỏi mình quá. Hồng ơi, nói đi, nói với cái câu này á. Gài cậu mình cũng có thể là bạn bè nhưng mà vẫn có thể để ý đến Hồng nữa. Wow. Nên mình nghĩ là có thể cái này là cái câu này có thể là cao á. Wow. Thể là cao á. Bao nhiêu? Nếu như còn là khán giả trường quay nghĩ sao ạ? Xin mời bạn. Bao nhiêu ạ? Hầu hết khán giả chọn là bao nhiêu đây? Biểu đồ từ từ hiện ra. 60% là cao nhất. Bạn nên nhớ đây là dãy khoảng cách khoảng 30% mà thôi. 45, 75. Không. Như bạn nghĩ sao ạ? Mình nghĩ là 45, 75. 45, 75. Còn khán giả Khán giả cũng nghĩ vậy. 45, 75. Khán giả là người cổ vũ cho bạn nhiều nhất. Dạ. Nhưng mà bạn phải là người quyết định nha. Khi quyết định rồi bạn hãy kéo cần, bởi vì bạn không đổ thừa cho ai được nha. Mà em rất là tin khán giả và rất tự tin khán giả, rất tin. Dạ. Tin người trợ giúp. Dạ. Mời bạn kéo cần. Dạ, 45, 75 ạ. 45, 75. Wow, hồi hộp quá. Bây giờ không biết khảo sát của chúng tôi ở quận 4 là bao nhiêu đây. Xin mời. Xuống hay lên? Xuống. Rồi đứng lại hả? Rồi đứng lại. Rồi. Lên hay xuống đây? Lên. Biết là bạn Hồng có tiếp tục cuộc chơi này hay không? Xuống. Bao nhiêu ạ? Xuống đi. Ô, xuống 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 ơi. Mở mắt lên, mở mắt lên. Đừng có rung. Tôi đã nói là bạn